2 à, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Dò. Mình biết tàu lao chào với đau Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali và Đại Lâm Chiến Bên Lê Lip Rồ và Lip Rồ. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đồng hỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 2-0 nghiêng về cho mãi cho cho. Kèo này là Hoàng Di Cọp Gò Xoài Sỉnh Sỉnh và Phước Tim, đầu dò 12m. Còn bên kia là Mã Cha So, Mã Cha So, cái bàn 7m dọc. 1-2. Kèo này có thể nói là rất căng cho bên ba nha các bạn, rất căng cho bên ba nha. 1-2. Pha phòng thủ không tốt của bên bộ ba. Tiếp tục 3-1. Bay mui Mã Cha So phát bóng quá khó các bạn à. 4-1 nghiêng về cho Mã Cha So. Kèo này có thể nói là rất căng cho bên ba. 4-1. Pha công lưới tốt của Hoàng Di. 2-4. Bi Bun. Quá hay. Có thể nói một pha chuyền đầu quá đẹp cho Hoàng Di của Phước Tim. Hoàng Di kết thúc cuộc quả quá tốt vì góc xa của Mã Cha So. Hiện tại bây giờ là 16:30 giờ địa phương, 7:04 sẹt sau Hương Loan, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nắng rất chói chang. Bay Bun. Quá hay cho Phước Tim. Tại nó cái chân phòng thủ quá tuyệt vời của Phước Tim. Lại là đường y về góc xa của Hoàng Di. 4 đều. Buôn. Bốn đều. Mã Cha So cái bàn có 7m dọc thôi nha các bạn, 7m dọc nha. Còn đây là Hoàng Di, Phước Tim và Sến Sến, 4 điều. Chết tôi, quá hay cho Sến Sến. Lại là quá hay. Quá hay. 2-3 pha phòng thủ bên ba loạn trọn rồi. Có thể nói Mã Cha So đánh đòn hiểm ác quá. 5-4. Kèo này theo nhận định của Đại Lâm à, trước đây từng gặp với bộ 3, bộ 4 của tài nhỏ. Trầm Dên tài nhỏ, Chuối và Xinh Xinh. Cũng có lúc là Phước Tim. Nhưng thật sự tài nhỏ, Trầm Dên và Chuối thủ rất hay. Còn đây là Hoàng Di à, lần đầu tiên kết hợp với Sỉnh Sỉnh và Phước Tim về kèo này. Còn bỡ ngỡ nha các bạn.
54. Một pha chuyền một quá khó rồi cho Sinh Sinh của Phước Tim. Thật sự các bạn cũng biết cái bàn chứ không phải cái kia nha. Cái bàn bóng đi rất nhanh, lạng lách rất khó chịu. Đặc biệt là mã chai so. Mặc dù ô bung chính rồi, nhưng thật sự các bạn cũng biết sao, đẳng cấp dùng miền Đông Nam Bộ từ trước tới giờ. Cái bàn rất đẳng cấp của mã chai so. 6-4 Ramui Bun. Quá ghê. Một cú giò gà cho mã cha so. Mã cha so không bỏ lỡ cơ hội phá bóng gì rồi. 7-4. Mã cha so cao 1m86, quê đốc Binh Kiều, Mỹ An, Tháp 10 Đồng Tháp. Mã cha so nói mã cha so đang trốn nợ mà đã làm giới thiệu hoài. Mã cha so có ai là chủ nợ của mã cha so, xin liên hệ với Đại Lâm gấp. Ok. Một lần nữa, có ai là chủ nợ của mã cha so, xin liên hệ với Đại Lâm gấp nha. Lại là Hoàng Duy thiếu cảm giác, tự sát tại Đông Lạc. 8-4. Hầu như mọi người anh em ở Gò Sòi không thích mã cha so vào bờ, vì mã cha so vào bờ khó có kèo chơi. Mã cha so ra bờ kèo chơi rất nhiều. Đấy là thông tin hàng ngày để nắm nhận được. Nếu mã cha so vào bờ thì khó cấp kèo với mã cha so. 8-4. 9-4. Lại là pha phát bóng tự sát tại đống lát của quá hay của mã cha so. 9-4. Bây giờ là đổi chiến thuật nữa rồi. Sảnh sảnh đổi xuống bắt bóng một rồi. Tranh thủ thời gian liếp đồ và liếp đồ. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi vài gáy 145.000 một chai. Chai bôi gheo nóng lạnh 105.000. 105.000 các bạn, bôi gheo nóng lạnh nha. Rambun Bun. Gáo gì? 5-9. Đáng tiếc cho mã cha so phát bóng ra ngoài. Quá khó cho Sen Sen phá phòng thủ rồi. Có thể nó mã cha so đều quá đều đầu. Cảm giác cái bàn của mã cha so thượng thừa. 10-5. 11-5. Phạt bóng quá khó. 11-5. Hoàng Di có thể nói là gần như là buông xuôi rồi các bạn à. 12-5. Mã cha so có thể nó phát bóng quá khó chịu. Còn đây là cao thủ hàng 6. Hàng 6 Thủy. Quá khó. Có thể nói mã cha so phát bóng quá khó các bạn. Rồi. Bên 3 giải tán đám đông. Bên 3 giải tán đám đông. Chúc mừng mã cha so vào bờ quá an toàn. Bên 3 giải tán đám đông luôn rồi các bạn ơi.
Rồi một lần nữa xin chúc mừng Mã Cha Soi vào bờ quá an toàn. Chúc các bạn luôn sức khỏe bình an, xem bóng vui vẻ nha. Vui vẻ không có quạo quọ nha. Giúp nhau khi còn có thể. Cuộc sống này bất chợt lắm các bạn ơi. Bất chợt lắm, vô thường bất chợt lắm.